Chào anh em, đây là Shelby Cobra Daytona Coupe. Mẫu xe này được tạo ra với một mục đích duy nhất là để đánh bại Ferrari 250 GTO ở GT Class. Mẫu xe dựa trên AC Cobra hay là Classic Cobra này. Thì bắt nguồn từ Carroll Shelby là một nhà thiết kế xe, đồng thời là một tay đua lừng danh. Nhưng vào thời điểm đó đã giải nghệ vì bị bệnh tim. Ông trở về Mỹ và muốn chế tạo một mẫu xe mà có thể đánh bại được Ferrari. Ông nhận ra điểm yếu của thiết kế xe kiểu mui trần này. Lực cản của gió đã kéo xe lại, hạn chế tốc độ của nó. Và nó không tối ưu hóa về mặt khí động học. Ông giao cho kỹ sư của mình là Pete Brock thiết kế body xe mới để đạt được cái tối ưu hóa về mặt khí động học. Ông còn cẩn thận hỏi một chuyên gia hàng đầu về khí động học, về thiết kế xe. Khi mà Pete Brock đã giao cho ông bản vẽ thì chuyên gia này nói rằng là thiết kế xe này cần kéo dài phần đuôi ra ít nhất là 0,9 m. Nhưng mà Pete Brock đã không đồng ý, anh bảo lưu thiết kế ban đầu của mình và Carroll Shelby tôn trọng ý kiến của anh. Thì đó là lịch sử mẫu xe này ra đời. Mặc dù có nhiều tranh cãi về cuộc chiến giữa Ferrari và Shelby, nhưng mà người ta cũng ngầm công nhận rằng là mẫu xe này đã hoàn tất được cái mục đích lịch sử của nó, là đánh bại được Ferrari. Đối với Hot Wheels thì phát hành với Edition vào năm 2007. Còn đây là bản Premium. Mẫu xe có bánh xe 5 chấu, vỏ xe có chữ Gucci và đối xứng với đó là chữ Eagle. Nhìn nó cân bằng và hài hòa hơn. Phía kính sau chúng ta cũng có thể nhìn thấy một chiếc bánh xe dự phòng nằm đây. Khi chạy đèn đuôi. Nội thất màu xám. Có hai ống xả. Nắp bình xăng ở đây và so sánh với AC Cobra. Và đó là Shelby Cobra Daytona Coupe. Mẫu xe được ra đời với sứ mệnh đánh bại Ferrari 250 GTO ở Grand Touring Cross. Hy vọng là anh em đã thích video ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại.